Thưa quý vị, phim truyền hình Việt Nam trong những năm gần đây rất được khán giả mến mộ. Lĩnh vực điện ảnh ngày càng phát triển và có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ ở trong nước mà còn cả nước ngoài. Trong năm 2020 vừa qua, nền điện ảnh cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Điều đó được thể hiện rõ thông qua sự quan tâm của khán giả. Vậy mình sẽ tìm hiểu về top 10 phim truyền hình Việt Nam được khán giả Việt yêu thích trong năm 2020 nhé. 10. Mẹ ghẻ. Xếp thứ 10 ở bảng xếp hạng ngày hôm nay đó là phim Mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ là một bộ phim lấy bối cảnh và quay tại miền Tây sông nước. Có lẽ vì thế mà bộ phim thu hút rất nhiều khán giả miền Tây theo dõi. Thành công của bộ phim bên cạnh kịch bản phim hấp dẫn còn là sự thể hiện xuất sắc của nhân vật Kiều do Kim Phượng đảm nhiệm. Bộ phim thuộc bản quyền của đài truyền hình Vĩnh Long do Trương Dũng đạo diễn. Phim là bức tranh sinh động và chân thực về hình ảnh người mẹ kế ở vùng Nam Bộ, đặc biệt là đề cao sức chịu đựng và hy sinh của các bà mẹ Nam Bộ. 9. Luật trời. Xếp thứ 9 là bộ phim Luật trời. Bộ phim Luật trời gửi gắm thông điệp ở hiền gặp lành, ác giả ác báo thông qua số phận của các nhân vật trong phim. Bên cạnh đó, phim được dẫn dắt bởi đạo diễn Võ Việt Hùng cùng sự tham gia thể hiện bởi nhiều diễn viên như Quỳnh Lam, Ngọc Lan, Huy Khánh, Anh Tài, Ngân Quỳnh, Quang Khải, Bích Hằng, Đinh Hữu Tài hay Thiên Thanh. 8. Gạo nếp gạo tẻ phần 2. Ngoài ra, xếp ở vị trí thứ 8 đó là phim Gạo nếp gạo tẻ phần 2. Sau thành công của Gạo nếp gạo tẻ phần 1 thì phần 2 của bộ phim lại tiếp tục được công chiếu để phục vụ khán giả. Mặc dù hai phần tách biệt nhau hoàn toàn nhưng nội dung phim vẫn xoay quanh vấn đề mâu thuẫn gia đình. Bên cạnh đó, các tình huống trong Gạo nếp gạo tẻ phần 2 khiến cho khán giả không ít lần trăn trở nhưng cuối cùng nhờ tình thân của mọi người đã soi đường cho các thành viên trong gia đình trở về. 7. Đừng bắt em phải quên. Và xếp ở vị trí thứ 7 ngày hôm nay đó là phim Đừng bắt em phải quên. Đây là bộ phim truyền hình được thực hiện bởi đài truyền hình Việt Nam do Vũ Minh Trí đạo diễn. Bên cạnh đó, bộ phim là câu chuyện về gia đình Ngân và Luân. Thoạt đầu là một gia đình rất yên ấm và hạnh phúc, nhưng sau đó bi kịch xảy ra khi có kẻ thứ ba chen vào giữa Ngân và Luân. Phim thu hút khán giả bởi tình huống phim khi nhắc tới vấn đề ngoại tình. Song cũng có rất nhiều nhận xét tiêu cực từ phía khán giả về chất lượng phim. Có thể thấy, bộ phim có sự tham gia của các diễn viên như nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Quách Thu Phương, Quỳnh Cun và Thanh Sơn. 6. Cô gái nhà người ta. Xếp ở vị trí thứ 6 đó là bộ phim Cô gái nhà người ta. Bộ phim Cô gái nhà người ta là câu chuyện về cuộc sống và ước mơ lập nghiệp của những người trẻ tại một vùng quê nghèo. Phim thuộc thể loại phim tâm lý, bi kịch, hài hước và tình cảm được chỉ đạo bởi đạo diễn Trịnh Lê Phong. Mặc dù phim đã hết thời gian công chiếu trên màn ảnh, nhưng rất nhiều khán giả ái mộ vẫn tìm kiếm và xem lại trên cả mạng xã hội. Ngoài ra có thể thấy, sức hút của bộ phim vô cùng lớn. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Đình Tú, Phương Oanh, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình và Hương Giang. 5. Lựa chọn số phận. Xếp ở vị trí thứ 5 là phim Lựa chọn số phận. Bộ phim Lựa chọn số phận quy tụ dàn diễn viên sáng giá như nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, MC Tuấn Tú, Huỳnh Anh và Hồng Loan. Ngoài ra, phim có sự quy tụ của dàn diễn viên đình đám còn là sự dẫn dắt rất có tâm và có tầm của đạo diễn Mai Hồng Phong. Bộ phim đã thu hút rất nhiều khán giả hâm mộ màn ảnh Việt theo dõi. Có thể nói đây là bộ phim lột tả được đúng thực trạng của xã hội hiện nay. 4. Tình yêu và tham vọng. Và xếp ở vị trí thứ 4, một bộ phim rất đình đám, Tình yêu và tham vọng. Bộ phim Tình yêu và tham vọng là một bộ phim được đầu tư rất lớn, quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Nhan Phúc Vinh, Mạnh Tường, Lã Thanh Huyền, Diễm My và Huyền Ly Di. Phim được làm lại từ bộ phim của truyền hình Trung Quốc mang tên Thế lực cạnh tranh. Bộ phim Tình yêu và tham vọng xoay quanh vấn đề đấu đá ở thương trường. 3. Nhà trọ bà là nhà.
Tiếp đó, xếp ở vị trí thứ 3, Nhà trọ Bà là nhà. Nhà trọ Bà là nhà là một tác phẩm phim hài dí dỏm. Tác phẩm được tái hiện lại trên cốt truyện của tác phẩm ăn khách Welcome to Waikiki của đài cáp GTBC Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh homestay đầy táo bạo của ba sinh viên trường sân khấu điện ảnh. Nhà trọ Bà là nhà đã trở thành một hiện tượng xã hội thu hút rất đông khán giả. Không những người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng rất yêu mến bộ phim này. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Xuân Nghi, Công Dương, Trần Nghĩa, Trần Vân, Bích Ngọc và Quỳnh Côn. 2. Sinh tử. Và xếp ở vị trí thứ 2, một bộ phim vô cùng ăn khách mang tên Sinh tử. Phim được lấy bối cảnh bởi một địa phương hư cấu có tên là tỉnh Việt Thanh. Không những thế, bộ phim Sinh tử xoay quanh vấn đề tham nhũng của bí thư tỉnh ủy Văn Thành Nhân cùng các cộng sự của ông. Một bên là chủ tịch Trần Nghĩa đứng giữa làn ranh giới của cái sáng và cái tối. Cuối cùng, chính sự mập mờ của ông đã khiến con trai ông rơi vào vòng lao lý vì nhận hối lộ. Phim có sự tham gia của các diễn viên như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, Việt Anh, Mạnh Trường, Trí Nhân và Quỳnh Nga. 1. Những ngày không quên. Và không thể bỏ qua một bộ phim vô cùng ăn khách trên màn ảnh Việt, đó là Những ngày không quên. Đây là một bộ phim đặc biệt được sản xuất trong mùa dịch với mục đích tuyên truyền. Đặc biệt, đầu phim có sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa hai bộ phim vô cùng yêu thích là Về nhà đi con và Cô gái nhà người ta. Phim Những ngày không quên tái hiện lại bối cảnh thành phố và nông thôn khi dịch bệnh ập đến. Thành công của Những ngày không quên là được khán giả rất yêu thích bởi họ lại được gặp lại bộ đôi bố con ông Sơn trong phim. Ngoài ra, phim còn quy tụ rất nhiều diễn viên truyền hình nổi tiếng được mến mộ. 2020 giới thiệu với các bạn những phim truyền hình Việt Nam được khán giả yêu thích tại Việt Nam trong năm 2020. Những tác phẩm được yêu thích rất đa dạng về thể loại, từ phim được làm lại từ nguyên tắc Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến phim phản ánh thời cuộc Covid-19. Đến bây giờ, thời lượng của 86 Studio đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.